xe vội vã bên trên đoạn đường rất quen, từ đây đến trung tâm sao còn thấy quá xa. Nếu như không nhanh lên xe trễ bị phạt đánh nét đó nha. Thời gian để có đi chiếc xe về lên tay lại trung tâm vẽ đứng kiên đường thì gian hay. Học viên ở đây toàn là hoa si tương lai, vẽ những khung trời quê nhà tôi thêm một yêu thiết tha. Nhưng đường chỉ vẽ ra là những con đường đến với tương lai đất kết nắm bàn tay, như đề ca tung bay giữa bầu trời ước mơ đắm say. Vẽ vẽ tô tô chỉ màu là niềm say mê, vai kề vai giang vòng tay đi đến tương lai. Đạp xe vội vã bên trên đoạn đường dân quen, từ đây đến trung tâm sao còn hay quá xa. Nếu như không nên lên xe trời bị phạt đánh nét đó nha. Lên tay lại trung tâm vẽ đứng kinh đuyền thì rất hay. Học viên ở đây toàn là họa sĩ tương lai, vẽ những khung trời quê nhà tôi thêm một yêu thiết tha. Nhưng đường chỉ vẽ ra là những con đường đến với tương lai đã kết nắm bàn tay, như đề ca tung bay giữa bầu trời ước mơ đắm say. Vẽ vẽ tô tô chỉ màu là niềm say mê, bầu trời ước mơ đắm say. Vẽ vẽ tô tô chỉ màu là niềm say mê, vai kề vai giang vòng tay đi đến đến với tương lai đất kết nắm bàn tay, đưa đề ca tung bay giữa bầu trời ước mơ đắm say. Vẽ vẽ tô tô chỉ màu là niềm say mê, vai kề vai giang vòng tay đi đến tung bay giữa bầu trời ước mơ đắm say. Vẽ vẽ tô tô chỉ màu là niềm say mê, vai kề vai giang vòng tay đi đến. Các phần quà chuẩn bị rồi, tượng thứ nhất thầy sẽ nặng nào. Đúng rồi, để im nữa. Đẹp không? Rồi, không đẹp làm anh có đẹp chuyển tới mà không quà. Chúng ta sẽ đến mức tượng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đánh giá mừng mỗi tay của khán giả nha. Bức tượng thứ nhất chúng ta cùng đánh giá bằng mừng mỗi tay. Thank you.
toàn cái đã. Giải toàn. Trên đoạn đường rất quen, từ đây đến trung tâm sao còn thấy quá xa. Nếu như không nghe lời sợ chê bị phạt đầy nét đó nha. Thời gian để có đi chết xa và lên tay. Lại trung tâm vẽ đúng kiên đường thì gian hay. Học viên ở đây toàn là hoa gì tương lai. Vẽ những khung trời quê nhà tô thêm màu yêu thiết tha. Nhưng đường chỉ vẽ ra là những con đường. Chỉ mẫu là đêm say mê, vai kề vai giang vòng tay đi đến tương lai. Con đi chơi ngoại khóa là rất vui, hôm nay chủ nhật, bạn này nghỉ cuối tuần. Nên con được đi về công viên 29/3 tham gia cùng các bạn một trò chơi tập thể. Thầy cô mong muốn rằng là mang tới cho các con một ngày vui và cuối tuần. Các con trong nhà bỏ tay. Tay đâu, bỏ tay đâu. Vừa qua là trung tâm cũng có làm những cái bạn mà xuất sắc thì nhân cái dịp buổi sinh hoạt ngoại khóa hôm nay, trung tâm sẽ trao phần quà cho những bạn đạt giải tranh thi dự thi năm ba ti, gồm có một bạn giải ba, một bạn giải viết xích và bốn bạn của đội FitMC vừa rồi thi Toyota cũng được vào vòng 3, vòng 2. Như vậy là chúng ta sẽ đọc tên, sau đó là các bạn nào có tên chúng ta sẽ tiến lên trên để nhận phần thưởng của trung tâm nha. Rồi hai bạn đầu banh mời thầy Dũng. Bắt hai bạn qua. Thua. Điên đi. Thua. Chào tay to nữa đó nè. Chúc mừng của bạn nha, con bếp. Rồi chúng ta về nhỏ. Trên đoạn đường rất quen, từ đây đến trung tâm sao còn thấy quá xa. Nếu như không nghe lời sợ chê bị phạt đầy nét đó nha. Thời gian để có đi chết xa và lên tay. Lại trung tâm vẽ đúng kiên đường thì gian hay. Học viên ở đây.